hôm nay mời các bác thưởng thức chất âm của bô loa bô 701 CD2 dòng có công suất nuôi cho cái cục xúc điện tiêu trầm. Dòng 701 CD2 là một trong dòng đánh đòi hỏi công suất âm ly nhỏ nhất trong họ nhà bô, bởi vì nó có phần công suất nuôi cho phần trầm. Vừa rồi thì có clip giới thiệu cách đầu đối rồi, bây giờ để các bác thưởng thức chất âm. Đó là dáng cây rất là đẹp. Các bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa bô 701 CD2 cắm điện à, Canada thì alo sớm cho em. Số điện thoại 0983698887. Em ở rất là gần bến xe các bác. Các bác chịu khó đăng ký vào kênh YouTube của em để theo dõi những sản phẩm hàng về mới về. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em.